afară. Dumneavoastră, ce munciți acolo? Am înțeles. Eu aș mai sta de vorbă cu dumneavoastră, dacă vreți să mai faceți vreo dedicație în momentul acesta, pentru că mă presează timpul. Dacă se poate repede, mai faci o melodie până seama, genul ăsta n-ai spus așa ceva să... Săptămâna viitoare cu mare drag, dar la aceeași oră, de la 9 la 10, suntem împreună, vă sun și vă dau și izbașa. Deci pentru rufărul meu, Sanciu Marian, din Bucura, să... Așa, da? Și-a testat, a terminat să la... A terminat să fie și la pensie de câteva ani. Și eu de când îmi doresc să ies la pensie. De 12 ani n-am fost în România, ca să știți, făcut. مزایای آن باید با خطرات آن در نظر گرفته شود. کارشناسان هشدار می دهند که مردم باید به یاد داشته باشند که کافی می تواند اثرات منفی از قبیل عصبانیت و استراب را نیز به دنبال داشته باشد. مبرک احساس بود. به این ترتیب رسیدیم به پایان بخش اول چشمانداز بامدادی بی بی سی. من علی آریا چی còn kiếm trên dưới 10% thôi. Đa phần là hàng sản xuất trong nước. Nếu chúng tôi đưa hàng về vào mà khách hàng từ chối, khách hàng không ủng hộ thì nó sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của chúng tôi. Nhưng mà cái việc này đã chứng minh rằng người sở xuân cai cai chô への就任を要請しました。これに対し森氏は大臣の要請であり、お受けすると述べました。会談の後、下村担当大臣は記者団に対し、できるだけ早いうちに東京都の秋山副知事と JOC の竹田会長と3者で会い、正式決定したいと述べ、